đây là dịch vụ chèo thuyền trên suối Thác Prang, Đà Lạt. Rất nhiều người chèo thuyền. 100.000 muốn đi bao nhiêu thì đi. Dòng suối rất tràn cho nên không có gì nguy hiểm hết. Không ai đeo áo phao thì... Dòng suối này đi vào đây là để nhưng mà mọi người rất thích thú. Con để treo gần này đâu, treo chậm lại. Chúc ở đây nè mẹ, chúc ở đây đặt nè. Con này của người bên kia là có nhiều người đang mà hồ đứng thiên thì bắt thuê voi đi khắp nơi. Dịch vụ kéo đến lớp mẹ không được đâu, có đi không đến lớp mẹ này đó, có lẽ là không được. Chèo thuyền có thể đi rất xa, đi muốn đi bao lâu cũng được, không đi đâu.